Xin chào, kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Úc Thủy để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha quý vị. Mai tàn đẹp đế đẹp luôn đây ha. Đây, chào Thủy. Dạ, em chào anh Tuấn. Chào các cô chú, anh chị, bà, bạn bè trên toàn quốc. Em tên là Úc Thủy, em ở địa chỉ Hòa Định, Trà Gạo, Tiền Giang. Tiếp tục hôm nay thì em cũng có 39 cây mai tàn. Và khúc sau là sẽ được 6 cây mai phôi để giao lưu với các cô chú anh chị. Hình thức giao lưu bên em là bao sóng bao xếp và số điện thoại là 0907320596 và đây cũng là số Zalo của em. Rất mong các cô chú anh chị mình chút thời gian theo dõi clip để ủng hộ giùm em. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Mình vào cây đầu tiên rồi, đầu tiên em xin lên mã số 1 ạ. Là mình ước lượng cao ngang như cái gì? Em này cao chắc khoảng 1m3 ha. Tán ngang chắc khoảng tầm là 1m2. Dạ, hoành là 16 anh. Rồi, 16 hoành nha quý vị. Rồi, xương cành luôn. Rồi, có cái hoa. Hoa đẹp quá. Hoa quý vị, hai lớp ha, 10 cánh ha. Rồi, đế luôn nha quý vị. Đế đẹp luôn. Rồi, báo giá luôn em. Rồi, mã số 1 em xin giao lưu 300. Giá hết hồn luôn. Dạ, đầu liếc là giá hết hồn luôn, giá miệng hết hồn luôn anh ơi. Rồi, đẹp đẽ luôn. Dạ, rồi, dạ, tiếp theo là mã số 2. Hôm nay là em giá hữu nghị cho cô chú mình, dữ dằn luôn. Rồi, quý vị có chốt hết clip thì giá sao đây em? Dạ, chốt hết clip thì giá mềm hơn anh ơi. Dạ. Dạ, chốt hết clip là 300 đồng giá anh. 300 đồng giá luôn. Nhưng mà hết clip này luôn là em để 300 đồng giá. Rồi, cái này mã số 2 nó cao khoảng tầm 1m2 đi quý vị, tán ngang khoảng 1m ha. Rồi, hoành của em này là 15 yếu. Rồi. Mình có tổng cộng là 30 mấy cây tàn dạ. Với mấy cây phôi nữa không? Dạ, 6 cây phôi anh. Rồi, quý vị mà có chốt hết thì đồng giá 300 ngàn luôn. Dạ. Mà bao ship sao em? Nếu chốt hết. Dạ, 100 km. 100 km ha. Dạ. Xa hơn thì ai chốt thì mình thương lượng sao. Rồi, chứ dạ. Giá vậy là quá yêu thương rồi. Dạ. Đó, còn chốt lẻ thì giá hiện tại đang báo cho em quý vị. Dạ. Đây, báo giá. Rồi, mã số 2 này giao lưu 350 mấy cô chú ơi. 350 quý vị. Rồi, xuống cây luôn ha. 350 mà em bao xếp hết trơn rồi đó. Rồi, tiếp theo là mã số 3. Số 3, cao khoảng 1m3 luôn, tán ngang khoảng 1m1 ha. Dạ rồi, hoành là 14,5. 14,5 hoành. Rồi, xương cành đẹp luôn. Các cô chú nào muốn mua phôi thì chịu khó theo hết clip nên nó sẽ nằm ở khúc sau mấy cô chú ơi. Em lên tàn trước cho mấy cô chú mình. Rồi, báo giá luôn. Rồi, mã số 3 em xin báo giá là 300. 300 luôn. Rồi, dạ. Xuống cây. Dạ, tiếp theo là mã số 4 ạ. Rồi, em này cao tầm khoảng 1m3 luôn quý vị, tán ngang cũng khoảng tầm 90 ha. Dạ, hoành là 16 yếu xíu ạ. Rồi, 16 yếu ha. Dạ. Rồi, xương cành luôn, có bông có hoa luôn nè. Không đẹp luôn ha quý vị. Đó. Cái mặt dưới nó hơi bị sầu cạp, hơi mất cái lõm ha. Dạ, bị yếu hết miếng à. Rồi, mã số 4. Rồi, đế luôn. Rồi, báo giá luôn em. Rồi, mã số 4 này cũng 350 luôn mấy cô chú ơi. Luôn ha. Dạ. Rồi, xuống cây. Rồi, mình sang mã số tiếp theo mã số 5 luôn. Rồi, em này cao khoảng 1m25 ha, tán ngang khoảng 1m1 nha quý vị. Dạ, rồi hoành mã số 5 là 16 hoành ạ. Rồi, 16 hoành, tai cành đẹp luôn. Có cái hoa. Đó. Hoa này cũng hai lớp luôn nha quý vị. Đó, hoa hai lớp luôn ha. Tai cành thì xương ngang đẹp nè. Rồi, đế có đế luôn. Đế cũng đẹp luôn nè quý vị. Rồi, mình giao lưu. Rồi, mã số 5 này em xin giao lưu là 400. 400 ha. Dạ. À, giá này cực kỳ yêu thương luôn. Rồi, kỳ yêu thương luôn. Rồi, tiếp theo là mã số 6 ạ. Rồi, mã số 6 đây quý vị. Thì em này cao tầm khoảng lấy 1m2 quý vị. Tán ngang lấy gọn gọn 80 ha. Dạ, hoành là 17,5. Rồi, 17,5 hoành. Rồi, mấy cái nụ giờ nó bung vỏ lụa ra lú lú xanh li ti những cái chấm bi nè. Nghe hết trơn luôn ha. Rồi, xương cành luôn. Này nó hơi hướng lên mình dìm gị ra xíu. Rồi. Đặc biệt đế, dạ. Đế đẹp quá nè. Ồ, đế thì đẹp. Rồi, mã số 6 em xin giao lưu 400. 400 là cái gì vậy? Dạ. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp rồi, tục tiếp theo là mã số 7 ạ. 7. Rồi, số 7 cao tầm khoảng 1m25 như vậy. Tán ngang khoảng tầm 90 ha. Rồi, hoành là 19,5. Gần 20 luôn mấy cô chú. Có cụ bị chẳng vô luôn ha. Dạ.
Rồi, quý vị ngắm nghía xương cành luôn. Ở đây có cái hoa luôn. À, cũng bông, quả sáo bông ha. À, bên đây trống hình lõm nè. Hiện tại giờ cũng 8 cánh nè, chắc ở đây cánh là 9 cánh á. Rồi, bông đẹp luôn ha quý vị. Rồi, xương cành luôn nè. Rồi, em này có cái củ đế dưới luôn nha quý vị. Củ tròn tròn. Dạ, củ cũng to lắm mấy cô chú. Rồi, mình báo giá luôn em. Rồi, mã số 7 này em cũng xin giao lưu 400. 400 ha. Dạ. Rồi, xuống cây. Rồi, chúng mà giá bữa nay quá yêu thương hữu nghị luôn mấy cô chú ơi. Quá mềm luôn, mềm xèo luôn. Rồi, tiếp theo mã số 8 ạ. Rồi, số 8 ha. 8 thì em này cao tầm khoảng 1m2 luôn ha. Tán dạ, hoành là 16,5. Rồi, hoành 16,5 ha. Rồi, quý vị ngắm nghía kỹ đọc chủ nè, bông hoa nè, đổ vàng cây hết rồi nè. Đó, hoa nè cũng, đây, cái này như 2, 4, 6, cũng 8 cánh đây ha quý vị. Thì bông cũng dao động nha quý vị. 5, 6, 7, 8, nhiều khi trồng sung lên nó tới 10, 12 cũng có ha. 12, dạ. Rồi, để luôn quý vị. Rồi mã số 8 em xin giao lưu 350. 350 ha quý vị. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục qua mã số 9 luôn. Rồi số 9 hôm nay cao lấy 1m2, tán ngang 1m nha quý vị. Rồi mã số 9 hoành 16,5 ạ. Rồi 16,5 hoành. Đó, bông hoa cũng trổ. À. Đây, trổ quý vị. 2 4 6 7 cánh bự luôn ha. Nó cũng dao động nha quý vị. 5 6 7 8 thì dảo hạt thì bông nó sẽ vậy ha, nó dao động. Rồi để đều luôn ha. Dạ. Rồi mã số 9 em xin giao lưu 400. Rồi 400. Rồi dạ. Xuống cây. Rồi tiếp theo là mã số 10. Rồi số 10 thì em này cao khoảng 1m3 nha quý vị, tán ngang khoảng 1m ha. Dạ, hoành là 17. Rồi hoành ở dưới đây đo được là 17. Rồi xương cành luôn. Cành cũng đều nè. Rồi để luôn, để cũng tứ diện ha. Rồi báo giá luôn em. Dạ, mã số 10 em xin vô lưu 350 luôn ạ. 350 quý vị. Rồi dạ. Xuống cây. Dạ, hôm nay quá yêu thương mấy cô chú ơi. Rồi, cô chú xem và ủng hộ giùm em nha mấy cô chú. À, tiếp theo là mã 11. Rồi 11 cao khoảng 1m3, tán ngang 1m1 nha quý vị. Dạ, hoành là 17. Rồi 17 hoành luôn. Rồi xuống cành luôn. Cành cũng đều luôn. Rồi xuống đế luôn nè quý vị. Đế còn bự bự không. Rồi cho luôn. Rồi mã 11 xin giao lô 450. Rồi 450. Rồi xuống cây. Dạ, tiếp theo là mã 12. 12 bên đây. Rồi em này cao tầm khoảng 1m1 nhưng quý vị, tán ngang khoảng tầm 1m ha. Dạ, hoành là 16 có hơn ạ. Rồi 16 hơn. Rồi xương cành luôn, cũng đều luôn ha. Khích nè. Rồi để dưới đây. Đó, để đặt kẹo luôn. Rồi mình báo giá luôn em. Dạ, mã 12 em xin cho lô 400 ạ. 400 để đẹp tàn đẹp luôn ha. Dạ. Rồi xuống cây. Rồi tiếp theo là mã 13. Rồi mã 13, em này cao khoảng 1m3 nha quý vị. Tán ngang khoảng 1m ha. Hoành là 14,5. Rồi 14,5 hoành. Rồi xương cành luôn. Rồi để luôn nè quý vị, để cũng đều luôn nè ha. Rồi mã 13 em xin giao lưu 350. Rồi 350 quý vị. Rồi xuống cây luôn ha. Dạ, tiếp theo là mã 14. Rồi 14 bên đây. Rồi mã 14 thì này cao tầm 1m3 nha quý vị. Dạ, hoành là 17,5. Rồi 17,5 hoành, tán ngang này chắc là hơn 1m ha. Rồi xương cành cũng đều nè. Sang sát luôn ha. Để dưới đế nơm còn bự luôn. Dạ. Rồi, rồi mã 14 em xin giao lô 400. 400 rồi quý vị. 400 mà mấy cô chú ơi. Rồi xuống cây. Dạ, tiếp theo mã 15. Rồi mã 15 thì em này cao tầm khoảng là 1m25 ha, tán ngang khoảng 1m ha. Dạ, hoành 17,5 luôn ạ. Rồi 17,5 hoành luôn rồi quý vị. Tay cành. Cành lô này tay cành cũng đều không đây ha. Đế cũng đẹp luôn đây nè. Đế bạn sẽ đều luôn nè. Rồi, giao luôn như rồi, mã 15 em xin giao lưu 400 luôn. 400 luôn. Dạ. Rồi, xuống cây.
Tiếp tục qua 16 ở đây ha. Tiếp theo mã 16. Rồi 16 này cao tầm khoảng 1m3, tán ngang 1m2 nha quý vị. Dạ hoành là 16 rưỡi. Rồi 16 rưỡi hoành. Tàn xè. Tặng khá rộng ha. Bên cạnh bự bự không nè. Rồi mình xuống đế luôn nha quý vị. Đế này còn bự 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 luôn nè. Mã 16 xin vô lô 350 thôi ạ. Rồi 350. Rồi xuống cây. Dạ yêu thương quá xá luôn. Dạ, tiếp theo 17. Là mã 17 ạ. Rồi 17 này cao tầm khoảng 1m25 ha. Tán ngang khoảng 1m. Dạ hoành là 15 rưỡi. Rồi 15 rưỡi hoành. Đây độc chủ luôn ha. Xương cành luôn. Đều nè. Đế còn bự quá. Đế nhiều quá xa đế ha. Rồi vô luôn nha em. Dạ mã 17 em xin giao lưu 350. 350. Rồi xuống cây. Rồi, tiếp theo mã 18. 18. Em này cao khoảng 1m2, tán ngang khoảng 90 ha. Dạ hoành 17. Rồi 17 hoành. Bông luôn. Có bông có hoa luôn. Để đếm thử cái hoa này. 8 cánh hay quý vị. 8 cánh mình về mình dưỡng, nếu mà mai mà nó đất đầu này đủ này kia là chắc hơn mấy cô chú ơi. Rồi, tầm càng sung bông dạ. Càng bự, càng nhiều cánh. Rồi mã 18 luôn. Em xin giao lưu 350. Rồi 350 hay quý vị ơi, để đều luôn ha. Rồi, xuống cây. Tiếp theo là mã 19. 19 bên đây. Rồi em này cao khoảng 1m3, tán ngang 1m1. Dạ hoành là 16 rưỡi. Rồi 16 rưỡi hoành. Rồi xương cành. Nghiêng 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 khích khích nè ha. Rồi xuống đế luôn. Đế cộng bự bự nè. Rồi mã 19 ha. Em xin giao lưu 400. 400 quý vị. 400 được cái mai luôn vậy ha, đẹp luôn ha. Bao ship rồi nha quý vị. Dạ bao ship rồi, luôn. Xuống cây. Tiếp theo là mã 20. Rồi 20. Thì em này cao tầm khoảng 1m3, tán ngang khoảng 1m có hơn. Dạ hoành là 17. Rồi 17 hoành. Rồi xương cành đều luôn. Phân bố thì tứ diện nhưng quý vị. Rồi đế luôn. Đế cũng tứ diện nè. Dạ. Rồi, rồi mã 20 em xin giao lưu 400. 400 quý vị. Dạ. Các cô chú nào có thiện ý chốt hết clip thì em sẽ để giá đồng giá là có 300 thôi. Rồi. Dạ, em ba 100 ký trăm kia cái số. Rồi mã số 21. Rồi tiếp theo là mã 16. Mã 21 có 16 rưỡi hoành. Rồi cao khoảng 1m2 nhưng quý vị tán ngang thì khoảng 1m1 ha. Rồi quý vị ngắm nghía xương cành luôn. Xương cành cũng đều đều không nè, xương to to nè. Đó, đế với đèn nguyên bể đặt kẹo luôn. Đó. Đế đẹp luôn hả? Đế đẹp lắm nha. Dạ. Rồi vô luôn như đây. Rồi mã 21 em xin giao lô 450. 450 hả quý vị. Clip hôm nay giá cực kỳ rẻ luôn ha. Dạ. Rồi xuống cây luôn. Tiếp theo mã 22. Rồi 22 bên đây. Rồi mã số 22 thì em này cao tầm khoảng 1m25 ha. Tán ngang khoảng 1m nha quý vị. Dạ hoành là 16 rưỡi. Rồi 16 rưỡi hoành. Rồi xương cành luôn. Xương cành cũng đều ha. Rồi đế dưới cũng đều luôn nè. Xè đều ha, bốn mặt có đủ nè. Rồi giao lưu như đây. Rồi mã 22 em xin giao lưu 400. 400 quý vị. Rồi xuống cây. Mình có cây mai rồi mấy cô chú ơi. Rồi. Tiếp theo là mã 23. 23, hôm nay cao tầm khoảng 1m25, tán ngang 1m1 nha quý vị. Nhà hoành là 18. Rồi hoành 18 luôn. Hình như bự nhất hồi nãy giờ rồi đó. 18 hoành. Xương cành nè, đều hết trơn ha. Đế cộng cũng bự nữa. Đế cộng cũng bự không? Đế cộng nè. Dạ, đế lực lắm mấy cô chú. Đều luôn. Cái này đẹp ha. Dạ. Rồi giao lưu nha. Rồi mã 23 em xin giao lưu 550. 550 được cái mai đẹp như luôn. Rồi dạ. Xuống cây. Tiếp theo là mã 24. 24. Rồi mã số 24 cao khoảng 1m2, tán ngang 1m như quý vị. Rồi hoành là 15 rưỡi ạ. Rồi 15 rưỡi hoành. Rồi xương cành luôn. Đó, xương đều nè, xương bự nè. Rồi đế luôn. Đế cũng tứ diện có đủ hết. Có đế luôn mấy cô chú ơi. Chung lô mai này có đế. Đẹp, ha. Dạ. Rồi. Rồi mã 24 mình xin giao lô 400.
400 cái gì. Rồi, xuống cây. Dạ, yêu thương. Tiếp theo là mã 25. 25, em này cao 1m4. Tán ngang khoảng 1m1 ha. Rồi hoành là 18 luôn ạ. Rồi, 18 quá anh. Rồi, đọc chủ luôn. Rồi, xương cành cũng khít ha. Rồi, để luôn nè quý vị. Để cũng đặt hết trơn. Rồi, vô luôn nha. Rồi, mã 25 em xin vô lô 450. 450. Rồi, có 450 mà cây mai này đẹp quá mấy cô chú ơi. Rồi, xuống cây. Hoành 18 luôn. Dạ, tiếp theo mã 26. 26. Rồi, mã số 26 thì em này cao tầm khoảng 1m2 ha. Tán ngang khoảng 1m. Rồi, hoành 18 luôn. Rồi, 18 hoành luôn. À, 18 hoành mà có mấy trăm ngàn mà bao ship tận nhà luôn à. Tay cầm đều. Đế thì cũng đẹp luôn. À, mấy cái giá vậy không chốt, chốt giá nào giờ đây quý vị. À. Rồi, báo giá luôn đi em. Dạ mã 26 xin giao lô 400. À, 400 mà đế nè. Whip whip luôn. Rồi, xuống cây. À, tiếp theo là mã 27. 27. Cao khoảng 1m25, tán ngang khoảng 1m. Rồi hoành là cũng gần 18 luôn á mấy cô rồi, chú ơi. 18 yếu một xíu ha. Yếu xíu á. Đây cái tàn đây. Tàn cũng xè ngang ha quý vị. Đó, xương ngang. Thoát thân thì hơi cao một xíu. Dạ. Nhìn thoáng thoáng cây ha. Rồi để luôn. Để bự có cũ luôn. Đó. Rồi vô luôn như đen. Rồi mã 27 em xin vô lô 400 luôn. Đó, 400 hoành 18 ha. Mà có 400 mà mấy cô chú ơi. Có cũ có đế luôn. Nhanh tay và chốt lẻ mấy cô rồi, chú ơi. Rồi xuống cây. Rồi tiếp theo là mã 28. 28, em này cao khoảng 1m1, tán ngang khoảng 90. Dạ là hoành là 15,5. Rồi, 15,5 hoành. Đọc chủ đây. À có hoa luôn. Dạ. Có mặt hoa luôn cho quý vị xem luôn. Nụ mênh mông nữa. À, 6 cánh bầu. Bên đây 5 cánh nhưng mà chắc ở đây là cũng có cánh nè. Mắt. Đó. Trước mắt là 6 cánh đẹp luôn. Khi đôi lúc mình không cần cánh nhiều mà quyến sáu cánh đẹp và khích là được ha. Rồi để luôn. Để có đế luôn nha mấy cô chú, đế một người luôn nha. Dạ. Rồi, báo giá. Rồi mã 28 em xin giao lưu 400. Rồi 400 của gì? Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp theo là mã 29. Rồi, 29, em này cao khoảng 1m3, tán ngang lấy 1m nha quý vị. Rồi, hoành là 17,5 ạ. Rồi, 17,5 hoành. Lúc sau này 17,5, 18 không ha. À, anh này nè. Giá quá yêu đủ, hương quá mềm luôn mấy chùm cô chú ở trên ơi. Đây luôn ha. Rồi có hoa luôn. Hoa ở trong. Đó, 2, 4, 6 cánh đẹp luôn ha. Rồi xương cành luôn. Rồi này cũng 6 cánh đẹp luôn nè. Để luôn. Để tư diện ha, bốn mặt có đủ công bự. Dạ, luôn. Mã 29 em xin giao lưu 400. Rồi 400 quý vị. Rồi 400. Xuống cây. Rồi, tiếp tục tiếp luôn. Theo là mã 30. 30. Rồi mã 30 thì em này cao tầm khoảng 1m1 ha. Tán dạ hoành là 16 ạ. Rồi. Tán ngang khoảng 1m, hoành thì 16. Bông trổ bự chảng luôn. Dạ, cây này chảng hoa quá ha. Đẹp luôn mấy cô chú. Chùm luôn nè. Đó. Bông bự bự xương cành luôn. Thì khít nè. Đế xuống dưới luôn. Đế có đế đây. Luôn. Đế em này đế nhỏ đẹp mà luôn, đẹp ha. Quá luôn. Rồi, vô luôn nha. Dạ, mã 30 xin giao lưu 450. 450 quý vị. Rồi, xuống cây. Tiếp theo là mã 31 ạ. Rồi, 31. Em này cao khoảng 1m2 ha, tán ngang 1m1. Dạ, hoành là 16. 16 hoành, xương ngang đẹp. Em này đẹp quá nè. Về khỏi kéo luôn, nó ngang sẵn dạ. Khỏi kéo luôn. À, tàn nút đế nè. Gì cũng đẹp hết mấy cô chú. À, nút đủ nè, nhìn thấy ghiền quá ha. Chấm bi xanh chanh thằng. Rồi đế dưới quá xa đế ha. Dạ. Đế nơ mà quá chừng luôn. Đế cộng nó chản mà đặt hết trơn. Rồi mã 31 em xin giao lô 400 luôn. 400 cái gì? 400 được cái mai đẹp như vậy đây. Dạ. Rồi bởi đế này không đủ 400. Đúng rồi, chưa mình mua cái cây mai phôi mình không cần tàn bộ đế vậy là 400 rồi mấy cô chú ơi. Rồi. Xuống cây. Rồi, tiếp theo mã 32. Rồi, 32.
Rồi em này cao tầm khoảng là 1m25 ha, tán ngang khoảng 1m. Dạ, hoành là 16 rưỡi. Rồi 16 rưỡi hoành. Rồi xương cành luôn. Rồi đế này cũng cộng nào lấy bự bự luôn nè. Dạ, con cộng đế hết hậu luôn. Rồi vô luôn như đây. Dạ mã 32 em xin giao lưu 400. Rồi xuống cây. Dạ, tiếp theo mã 33. Rồi 33 cao khoảng 1m2, tán ngang 1m. Dạ hoành là 15. 15 hoành. Đó, xương cành đều nha quý vị. Bông cũng 5 cánh bầu đẹp ha, khích màu vàng đậm luôn. Đó, xương cành thì khích rịch luôn ha. Đế có đế luôn. Dạ, đế có đế luôn. À, đế cũng đặt kẹo luôn, bốn mặt có đủ hết trơn ha. Rồi mã 33 em xin giao lưu 350. 350 quý vị. Dạ. Dạ này giá bữa nay là quá yêu thương luôn. Không rồi, còn giá nào khác luôn. Dạ, tiếp theo mã 34. Rồi, 34. Em này cao 1m25, tán ngang khoảng 1m luôn. Dạ hoành em này 20. Rồi, 20 hoành luôn. Lớn từ hoành nãy giờ luôn. Bự rồi nè. Em này bông bự bông nhất. Nè. Rồi, bông cũng bự bông luôn. Chùm luôn á. Chùm nhiều cánh luôn nè quý vị. À, bông đẹp luôn ha. Dạ. Đây là điểm cái 2, 4, 6, cũng chục cánh luôn đó. Cái bông nằm dưới này chục cánh nè. Ở trên thì 8 cánh, 9 cánh có ha. Bông bự chản luôn. Xương cành khích khích luôn nè. Rồi đế dưới đế to, cộng to bự luôn nè. Dạ. Đế đều 4 mặt luôn. Rồi báo giá luôn em. Rồi mã 34 xin giao lưu 500. 500 à. Giá cực kỳ rẻ. Dạ, hoành 20, có 500 thôi đó mấy cô chú. Sai cành bông đẹp luôn. Dạ. Rồi xuống cây. Dạ, tiếp theo mã 35. Rồi 35 cao khoảng 1m3, tán ngang khoảng 1m. Dạ hoành 18. 18 hoành. Rồi xương cành luôn. Xương cành phân bố cũng đều nha quý vị. Thoát tân thì khoảng tầm 20 ha. Nhìn cũng thoáng cây ha. Cái này đặc biệt gì đế. Đây bự nè, kính cái bầu luôn. Đó, mặt nào cũng có nhưng cái gì. Đó, đặc biệt là mặt bên đây ha. Đó, nhìn thấy ghiền luôn ha. Rồi, giao luôn nha. Rồi, mã 35 xin giao lưu 400. 400 quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp theo mã là mã 36. Đây, ha. Dạ. Rồi, mã số 36 thì hôm nay cao tầm khoảng 1m3, tán ngang khoảng 1m1. Dạ, hoành 17 ạ. 17 hoành. Rồi xương cành luôn đều ha. Để đây đó, quý vị, để cũng đều ha, mặt nào cũng có hết trơn ha. Cuốn coi nè, đặt kẹo hết trơn nè. Rồi báo giá luôn đi. Rồi mã 36 xin giao lưu 400. 400 rồi xuống cây. Cái mã này quá đẹp mấy cô chú ơi. Quá đẹp. Rồi, quá tiếp theo là mã 37. Rồi 37 cao khoảng 1m2, tán ngang khoảng 1m luôn quý vị. Dạ hoành là 16. 16 hoành. Rồi xương cành luôn. Xương cành cũng đều đều. Em thì cái dáng này thì nó hơi siêu siêu nhẹ nhẹ ha. Dạ, hơi lắc nhẹ xíu. Rồi để luôn, có củ có đế luôn. Dạ. Đó. Rồi giao luôn như đem. Rồi mã 37 em xin giao lưu 350. 350 rồi xuống cây. Rồi tiếp theo luôn. Rồi, tiếp theo là mã 38. 8 luôn. Rồi em này cao khoảng 90, tán ngang khoảng 80. Dạ hoành là 16. 16 hoành. Rồi xương cành. Em này góc hơi siêu nhẹ nhẹ ha. Để đây. Đó. Để tứ diện ha, cộng bự bự không nè quý vị. Rồi mã 38 xin giao lưu 350. 350 nha quý vị. Rồi xuống cây. Rồi, tiếp theo là mã 39. 39 hết tàn và chuyển qua phôi nha quý vị. 39 là hết tàn. Rồi 16 hoành. Hoành 16 cao 1m25, tán ngang khoảng 1m. Rồi xương cành luôn. Khích 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 nha quý vị. À. Rồi để đây. À, để đều luôn. Dạ. Mặt bên đây cũng đặt kẹo luôn. Rồi
báo giá luôn em. Mã 39 em xin giao lô 400 luôn. 400 được cái mai đế đẹp. Cái mai này quá luôn. Đẹp luôn mấy cô chú. 400 ngàn mà bao ngàn, ship em bao nhà ship nhà toàn quốc luôn. Rồi, rồi tiếp theo là mã 40. Mã 40 là mã phôi mấy cô chú ơi. Rồi. Cái phôi quá đẹp để em đo chiều cao. Rồi, cao. Dạ, chiều cao là 51. Rồi, cao 51. Cái hoành. Dạ, hoành là 21, 21 rưỡi. 21 rưỡi, dạ. Rồi, xây xây luôn. Tay cành cũng lực lực luôn nè. À, dừng lại cái. Mấy quý vị nè, rất là mạnh. Bung tượng nè, bung hết trơn. Bung xanh xanh nhìn nhìn hết trơn đó quý vị. An tâm nha quý vị, an tâm sự sống cho nó nha. Bung hết rồi đó. Lú 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 cái tượng nè. Rồi đế nè. Đó thì anh ở trên ở dưới đây thì những cái tượng dài dài nè. Giao luôn nha em. Rồi, mã 40 em xin giao lô 450 mấy cô chú ơi. 450 ha. Rồi quý vị mà có chốt hết cái phôi đẹp quá có 450 mấy cô chú. Đi chốt hết luôn. Dạ. Chốt hết clip luôn nha quý vị. Hết clip luôn á. Rồi mã tiếp theo mã 41 ạ. À. 41. Một phôi một em phôi 4 mã 41. Chiều cao chiều luôn. Chiều cao là 66. Rồi cái hoành luôn. Dạ hoành là 18 rưỡi. Rồi xây xây luôn. Đó. Này bộ đế quá đẹp nè. Đế đây. Có cái củ. À. Đế đặt kẹo luôn. À, đế là đẹp. Bên nào cũng có mấy cô chú. Rồi, giao lô bao nhiêu đây? Rồi, mã 41 em xin giao lô 450. 450 quý vị. Cái phôi vậy có 450 mấy cô chú ơi. Chốt hết nguyên clip em này cũng có 300 thôi ha. Dạ. À, rồi, hoặc thì mới luôn. À, tiếp theo là mã 42. Rồi, 42. Cái này có cái dáng ba đẹp quá nè. Chiều cao sao? Bonsai hết đấy ha. Rồi, kéo đường xiên đó luôn. Dạ, 43 chiều cao 43. Cho hoành luôn ha. Đào hoành là 18. Quý vị nghe nè, là đâm u u trong cái nách nè. Đó, sần 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 nè. Cây rất mạnh ha, bung quá sao. Phôi này nó lạ quá mấy cô chú ơi. Quý vị nghe cái bung dáng tược hết trơn luôn rồi nè. Này dáng bung rất là khỏe cây luôn. Yên tâm đi mấy cô chú. Đài dáng đẹp ha. Dạ. Để vô có luôn nè. Rồi, báo giá luôn em. Rồi mã 42 em xin giao lô 450. 450 đó, quý vị chốt hết clip em này cũng 300 thôi. Hết clip nha quý vị, còn lẻ thì mình phải chấp nhận với giá đó ha. Dạ, tại vì lẻ tiền xếp nhiều có lắm. Này có kia ha. Dạ. Rồi. À, tiếp theo là mã 43. 43. Rồi chiều cao là 1m1. Rồi, cái hoành luôn. Dạ, cái hoành là 17. Rồi, 17 hoành xương cành đều từ trên xuống luôn nha. Xương này là tàn lỡ ha. Đó, này bung ra cái kính tàn liền. Cái gì nè. Nó u u chứ u u trong cái thân nó thế này hết trơn nè. Đó. Ngày chứ vài ngày nữa là anh khúng 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 ra luôn á. Rồi để luôn. Để như củ mì cộng bằng cùm tay ha. Tay cành đều. Giao lưu như em. Rồi mã 43 em xin giao lưu 500. 500 cái gì cái này bung ra cái là kính thân luôn. Rồi qua cái mới luôn. À, tiếp theo mã 44. Rồi 44. Rồi chiều cao. Chiều cao 1m1. Rồi cái hoành luôn. Dạ, cái hoành là 18. Có củ bự quá đo luôn cái củ luôn đi em. Dạ. Rồi ông hơi cái củ đó nhiều. Dạ, cái củ 30. Củ 30. Rồi quý vị tay cành đây. Cành đặt từ trên xuống ha. Cũng, trong cành nó cũng nhú 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 hết trơn. Cái củ nè. Ủa phần do. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Dạ mã 44 này em xin giao lưu 500. 500. Rồi, xuống cây. Dạ, tiếp theo là mã 45. 45. Rồi, chiều cao luôn. Dạ, chiều cao là 69. Rồi, 69. Cái hoành luôn. Dạ, cái hoành 16. Rồi, xây xây luôn. Rồi, xuống đế luôn nè quý vị. Rồi, báo giá luôn em. Rồi, mã 45 em xin giao lưu 350. Hết luôn ha em. Hết rồi. Dạ hết rồi. Rồi. Dạ 6 cây phôi à, dạ hết rồi. Dạ rồi. Mã 45 là mã cuối clip của em luôn. Cuối clip dạ là. Dạ cuối clip em xin chúc các cô chú anh chị và khách hàng của em được một ngày làm việc vui vẻ và có được một năm gặt hái thành công. Rất mong các cô chú anh chị xem hết clip và ủng hộ giùm em. Nếu mà cô chú anh chị nào chốt hết clip thì giá yêu thương hơn nha mấy cô chú. Dạ, báo rồi đây ha, 300 ngàn. Dạ, 300 ngàn. Nếu mà chốt hết clip là đồng giá 300. Rồi. Dạ, xin chào, xin cảm ơn.